Việt và Thu Trang xin được kính chào quý vị khán giả. Rất vui khi ngày hôm nay chúng tôi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong số phát sóng của TV Shopping. Anh Ngô Việt thân mến, có lẽ bây giờ anh hãy giới thiệu cho quý vị khán giả biết ngày hôm nay sản phẩm của chúng ta là gì ạ? Vâng, cảm ơn Thu Trang. Kính thưa quý vị, được xem là giải pháp thay thế cho việc rửa tay trong những tình huống hay là điều kiện không có nước sạch, hoặc là xà phòng, hoặc là môi trường không thuận tiện để rửa tay nhiều lần, thì việc sử dụng dung dịch sát khuẩn tay có cồn là một lựa chọn tối ưu, nhất là trong tình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay VTON vô cùng tiện lợi và hiệu quả tới từ công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Nidi Việt Thái. Và quý vị có biết là dung dịch sát khuẩn chứa nồng độ cồn bao nhiêu sẽ giúp diệt khuẩn, nấm và siêu vi hiệu quả không ạ? Đó chính là từ 60 đến 75 độ. Thông thường nhiều người cho rằng nồng độ càng cao thì tác dụng diệt khuẩn càng tốt. Tuy nhiên, nếu dung dịch sát khuẩn quá cao sẽ giảm hiệu quả diệt khuẩn do tính dễ bay hơi, không tạo đủ thời gian để dung dịch diệt khuẩn. Vâng, chính vì thế thì quy trình sản xuất các sản phẩm này vô cùng khắt khe để đảm bảo tiêu chuẩn, tính hiệu quả và an toàn. Với công thức điều chế dịu nhẹ từ tràng trà cùng các thành phần khác như là ethanol, leaf extract, nha đam, nhũ trắng, vân vân, dung dịch sát khuẩn tay VTON của chúng ta sẽ giúp làm sạch đôi tay một cách nhanh chóng, hiệu quả, bảo vệ khỏi 99,9% vi khuẩn gây bệnh chỉ trong 10 giây mà không cần rửa lại bằng nước. Không những thế, sản phẩm sẽ giúp kháng khuẩn tối ưu, ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc, tử mùi. Bên cạnh đó, đối với các sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay có nồng độ cồn từ 60 cho đến 75 độ như là VTON thì còn đảm bảo khả năng làm sạch khuẩn hiệu quả khi mà kết hợp với các chất dưỡng ẩm tự nhiên như là glycerin hay là vitamin E sẽ giúp tăng khả năng phục hồi cho làn da khô ráp. Ngoài ra thì sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay này còn có khả năng thấm nhanh, không gây nhờn rít, tạo cảm giác dễ chịu và thoải mái khi sử dụng. Và để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, công ty trách nhiệm hữu hạn dược mỹ phẩm Nidi Việt Thái, nhà sản xuất và phân phối sản phẩm dung dịch sát khuẩn VTON đã điều chế sản phẩm này ở cả dạng gel và dạng nước với các dung tích đa dạng như là từ 50, 120, 150, 400, 500, 600 hay là tận 1 lít như quý vị có thể thấy trên trường quay của chúng tôi đây ạ. Rất tiện lợi và phù hợp cho mọi nhu cầu sử dụng đúng không ạ? Vâng thưa quý vị, với dung tích nhỏ gọn thì chúng ta có thể mang theo bên mình khi mà đi ra ngoài. Còn với dung tích lớn thì chúng ta có thể tiết kiệm dùng cho cả gia đình. Bên cạnh đó thì có dạng đầu vòi xịt lớn thì có thể giúp chúng ta diệt khuẩn vật dụng trong gia đình. Vâng thưa quý vị, còn cách sử dụng thì cũng rất là đơn giản. Thu Trang có thể dùng ngay ở trên trường quay thế này. Chúng ta chỉ cần ấn vào cái phần vòi và chúng ta có thể thấy ngay là cái dung dịch của chúng ta thấm rất là nhanh. Và khi mà ngửi mùi hương thì cái mùi chàm chà rất là dễ chịu, hơi ngọt ngọt nhẹ một chút. Rất thơm, rất là dễ chịu và tôi nghĩ rằng là với cái sản phẩm này thì nó cũng an toàn cho da của trẻ con. Dạ vâng thưa quý vị, để tìm mua sản phẩm dung dịch sát khuẩn tay VTON với mức giá ưu đãi nhất thì quý vị và các bạn có thể truy cập vào website vton.vn hoặc là vietthaigroup.com.vn qua fanpage VTON Cosmetic hoặc là Việt Thái Group. Gọi qua hotline 0931431111, liên hệ hợp tác qua số điện thoại 0983399399 quý vị nhé. Và quý vị thân mến, chúng ta đừng quên là bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trong thời gian này. Bên cạnh việc lựa chọn những chai dung dịch sát khuẩn đạt chuẩn thì chúng ta cũng nên hạn chế đi ra ngoài khi không thật cần thiết, bổ sung chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể dục thể thao tại nhà. Mỗi việc làm nhỏ có thêm chút lưu tâm của mỗi người thì chúng ta tin là dịch bệnh sẽ được đẩy lùi sớm đúng không Thu Trang? Dạ vâng, rất chính xác ạ. Thưa quý vị, đến đây thì Thu Trang và Âu Việt xin phép được nói lời chào tạm biệt tới quý vị khán giả. Tuy nhiên thì mọi người cũng đừng quên chúng ta có lịch hẹn vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên kênh VTC6 với các thông tin hữu ích về tiêu dùng quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.